triệu lệ dĩnh có hành động âu yếm lâm canh tân nhớ ngay tới thời còn yêu phùng thiệu phong mới đây nhà sản xuất đã bất ngờ tung ra đoạn clip hậu trường đóng máy bộ phim giữ phượng hành khiến cộng đồng mạng chú ý thông qua đoạn clip có thể thấy cặp diễn viên chính lâm canh tân triệu lệ dĩnh nhận được hoa và những tràng pháo tay của ekip đồng nghiệp sau khi hoàn thành cảnh quay cuối cùng của bộ phim tuy nhiên trong khi Triệu Lệ Dĩnh vui vẻ nhận hoa và díu dít cảm ơn mọi người thì Lâm Canh Tân lại ngậm ngùi rơi nước mắt. Thậm chí, khi được mọi người trong đoàn tặng hoa, Lâm Canh Tân thậm chí là gần như vỡ hòa. Biểu cảm, mít ướt, hiếm có của nam diễn viên khiến cả Triệu Lệ Dĩnh và các đồng nghiệp khác không ngừng cười đùa, trêu chọc. Triệu lệ dĩnh có hành động âu yếm lâm canh tân, nhớ ngay tới thời còn yêu phùng thiệu phong ảnh một triệu lệ dĩnh có hành động âu yếm lâm canh tân, nhớ ngay tới thời còn yêu phùng thiệu phong ảnh hai đáng chú ý, khi thấy lâm canh tân khóc nức nở, triệu lệ dĩnh đã vừa cười vừa đưa tay lên xoa đầu, nựng cầm, vỗ vai động viên bạn diễn. Hành động này của mỹ nhân họ Triệu hiện đang được nhận sự khen ngợi của đông đảo khán giả vì tinh tế. Tuy nhiên, hành động này của khán giả khiến khán giả không khỏi nhớ đến khoảnh khắc Triệu Lệ dĩnh âu yếm chồng cũ Phùng Thiệu Phong trên phim Trường Minh Lan chuyện Nam nào. Lịch sử mối quan hệ giữa Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong vừa kín đáo vừa gây sốc. Tình yêu của họ bắt đầu khi họ hợp tác trong bộ phim Tây Du Ký 3, Nữ Nhi Quốc. Ban đầu, cả hai vẫn thường xuyên liên lạc với tư cách là bạn bè đồng nghiệp. Khi bị cánh săn ảnh chụp ảnh cả hai đi ăn với nhau, họ đã giải thích rằng đây chỉ là một bữa tiệc đơn giản. Khi cả hai làm việc cùng nhau một lần nữa trong minh lan chuyện, họ bị giới truyền thông tiết lộ là đang hẹn hò. Những thời gian sau đó, xì si căng đan giữa họ vẫn tiếp diễn. Đến tháng 7 năm 2018, có thông tin Triệu Lệ Dĩnh ngừng hoạt động chỉ vì đang mang thai 3 tháng, tuy nhiên phía nữ diễn viên khi đó phủ nhận sự việc. Phải đến tháng 10 cùng năm, Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong mới chính thức công bố kết hôn, khiến nhiều người bất ngờ. Triệu Lệ Dĩnh sinh con trai vào tháng 3 năm sau, cư dân mạng căn cứ vào thời điểm kết hôn và sinh con, đều ngầm hiểu nữ diễn viên đã mang thai trước khi kết hôn, nhưng cô chưa bao giờ thừa nhận. Triệu lệ dĩnh lúc đó cũng gặp không ít rắc rối. Cặp đôi cũng có thời gian ngọt ngào sau khi kết hôn nhưng đến năm 2021, Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong trực tiếp tuyên bố ly hôn. Nhiều người bày tỏ tiếc nuối trước cuộc hôn nhân ngắn ngủi. Tuy nhiên, người hâm mộ Triệu Lệ Dĩnh lại tỏ ra vui mừng trước thông tin họ ly hôn. Suy cho cùng, theo ý kiến của họ, Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh thực sự có chút không hợp nhau, bởi sao Nam là người đào hoa, từng có nhiều ồn ào hẹn hò với loạt sao nữ trong quá khứ. Sau khi ly hôn, sự nghiệp của Phùng Thiệu Phong cũng xa sút nhanh chóng và cho đến nay anh vẫn chưa có tác phẩm nào nổi bật. Mặt khác, Triệu Lệ Dĩnh vốn là người có tài năng và thực lực, dù trước hay sau khi kết hôn cô vẫn luôn được đánh giá cao. Hiện tại, mỹ nhân họ triệu đã trở thành nàng tiểu hoa 85 dẫn đầu làng giải trí hoa ngữ. Tin không hai triệu lệ dĩnh được chuyên gia võ thuật khen ngợi vì không dùng diễn viên đóng thế. Vừa qua, hậu trường, giữ phượng hành, tập luyện của triệu lệ dĩnh cho cảnh hành động được người hâm mộ quan tâm. Cụ thể, triệu lệ dĩnh phải tập luyện cùng dây thép và vòng xoay 360 độ trên không trong khá nhiều phân cảnh không chỉ xoay vòng liên tục nữ diễn viên còn phải chú ý sử dụng thương tạo ra hiệu ứng múa đẹp mắt yêu cầu sự dẻo dai linh hoạt và rất nhiều lực ở phần tay eo hông huấn luyện viên võ thuật cũng tỏ ra bất ngờ khi nàng tiểu hoa thực hiện được nhiều cảnh hành động có độ khó cao mà không có nền tảng võ thuật trước đó cô ấy tỏa sáng và mạnh mẽ trong các cảnh hành động những động tác của nữ diễn viên họ triệu được nhận xét dứt khoát mạnh mẽ dù chưa ghép thêm kỹ xào theo huấn luyện viên triệu lệ dĩnh hoàn toàn có thể sử dụng diễn viên đóng thế tuy nhiên cô vẫn quyết định tự mình luyện tập những cảnh này vì muốn đem đến cho khán giả cảm giác chân thực nhất triệu lệ dĩnh chỉ dùng diễn viên đóng thế trong những phân cảnh cực kỳ khó mà chỉ các chuyên gia mới làm được trước đó Triệu lệ dĩnh cũng giành được nhiều lời khen ngợi khi quyết tâm luyện tập với cây, thương nặng gần 5kg. Nữ diễn viên thừa nhận lúc đầu mình còn không cầm nổi đạo cụ này chứ chưa nói đến việc thực hiện những động tác khó hơn. Tuy nhiên sau 2 tháng, triệu lệ dĩnh đã có thể sử dụng thành thạo không thua kém bất cứ sao nam, khỏe mạnh nào. Giữ Phượng Hành được xem là bom tấn cổ trang hoa ngữ đáng mong đợi trong năm 2024 phim xoay quanh chuyện tình lãng mạn giữa thẩm ly triệu lệ dĩnh đóng và hành chỉ lâm canh tân đóng thẩm ly bị thương rơi xuống trần gian và được hành chỉ cứu giúp từ đó cô ở bên hành chỉ và nảy sinh tình cảm với anh nói về bộ phim nam diễn viên chính lâm canh tân khẳng định giữ phượng hành là phim ngôn tình tuổi trung niên còn triệu lệ dĩnh đánh giá phim có nhiều chi tiết hài hước lãng mạn Thành tích của phim ban đầu được nhiều trang báo của Trung Quốc đánh giá cao. Vừa qua, kênh Power Star Trung Quốc đã công bố danh sách những ngôi sao nữ có ảnh hưởng nhất làng giải trí trong tháng 3 năm 2024. Theo đó, đứng đầu danh sách là Dương Tử, xếp ngay sau cô là Triệu Lệ Dĩnh, Bạch Lộc, Châu Giá, Địch Lệ Nhiệt Ba. Triệu Lệ Dĩnh đang có sự trở lại ấn tượng với dự án cổ trang giữ phượng hành. Dự án này bị hoãn ngày phát hành gần một năm. Chính vì vậy, khi được phát sóng, giữ phượng hành hầu như chiếm sóng mạng xã hội và truyền thông Trung Quốc. Đặc biệt, giữ phượng hành còn đánh dấu sự hợp tác ăn ý tiếp theo của cặp đôi Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân. Họ từng tạo nên siêu phẩm cổ trang khá thành công sở kiều truyện. Chỉ sau 4 ngày lên sóng, giữ phượng hành và vỡ 13 kỷ lục về chỉ số truyền thông, điểm thảo luận, lượt xem trên các nền tảng mạng xã hội của Trung Quốc. Sau 10 ngày phát sóng, phim có gần 3.000 chủ đề lên hot search, từ khóa tìm kiếm nhiều nhất trên mạng xã hội Weibo, Trung Quốc, những từ khóa liên quan như Triệu Lệ Dĩnh, Nhân vật Thẩm Ly, Lâm Canh Tân liên tục lọt top tìm kiếm trên các trang mạng xã hội Trung Quốc. Dù đã có phần giảm nhiệt so với ngày đầu ra mắt, nhưng giữ Phượng Hành vẫn đang là tựa phim cổ, trang hot nhất màn ảnh hoa ngữ thời điểm hiện tại. Phim đánh dấu sự hợp tác ăn ý tiếp theo của cặp đôi triệu lệ dĩnh và lâm canh tân sau thành, công từ sở kiều chuyện, đã quá thân thiết và quen với cách làm việc của đối phương nên việc phản ứng hóa học bùng cháy giữa họ cũng là điều hiển nhiên giữ phượng hành là dự án chuyển thể từ tiểu thuyết bổn vương ở đây của cửu lộ phi hương trong phim triệu lệ dĩnh vào vai thẩm ly nữ tướng quân ma giới bị buộc phải kết hôn với một người đàn ông mình không yêu và để thoát khỏi chuyện này thẩm ly đã bỏ trốn xuống trần gian trên đường thẩm ly bị trọng thương và gặp nạn nhưng may mắn được hành vân giúp đỡ dần dần thẩm ly đem lòng yêu hành vân mà không biết rằng đây chính là phàm thân chuyển kiếp của hành trì vị thần quân cao cao tại thượng đã ban mối hôn sự hoang đường cho cô